Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Truy tố giám đốc công ty bảo vệ rút súng dọa bắn vỡ sọ tài xế xe tải. Giám đốc công ty bảo vệ rút súng dọa bắn vỡ sọ tài xế xe tải bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh truy tố về tội đe dọa giết người. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh cho biết đơn vị đã ra quyết định truy tố Nguyễn Văn Sướng, sinh năm 1968, trú tại khu Lãm Trại, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Hàm Nòng về hành vi đe dọa giết người. Đây là sự việc được dư luận quan tâm trong thời gian vừa qua. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh, sau thời gian tích cực điều tra làm rõ, ngày 28 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ban hành kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh truy tố đối với Nguyễn Văn Sướng về tội đe dọa giết người. Quá trình truy tố, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh tiến hành phúc cung đối với Nguyễn Văn Sướng, bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân, nhận thấy đã đủ căn cứ để chứng minh hành vi phạm tội của Sướng. Ngày 5 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân Bắc Ninh đã ban hành quyết định truy tố Nguyễn Văn Sướng ra trước Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh để xét xử bị can Nguyễn Văn Sướng về tội đe dọa giết người quy định tại khoản 1 điều 133 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra, công an xác định khoảng 10 giờ ngày 5 tháng 9, Nguyễn Văn Sướng điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota Frontier màu đen biển kiểm soát 99A30630 đi trên quốc lộ 18 theo hướng từ Quế Võ đi thành phố Bắc Ninh. Khi đi đến đoạn đường gần cầu Ngà, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, xe ô tô của Sướng xảy ra mâu thuẫn trong tham gia giao thông với xe ô tô tải biển kiểm soát 14C23841 do anh Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1997, trú tại thôn Đồi Mít, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình điều khiển. Trên xe của anh Hiếu có anh Vũ Mạnh Tùng, sinh năm 1989, trú tại thôn Ngọc Đồng, xã Ngọc Thành, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, và anh Phạm Văn Thức, sinh năm 1989, trú tại thôn Mai Cường, xã Cách Bì, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Lúc này, Sướng vượt xe lên trước, ép xe tải dừng lại rồi xuống xe, đứng trước đầu xe, yêu cầu anh Hiếu xuống nói chuyện. Anh Hiếu và anh Tùng cùng xuống xe, đứng ngay phía trước đầu xe tải. Anh Hiếu có lời qua tiếng lại với Sướng, anh Tùng khuyên can nhưng Sướng đi bộ quay lại xe ô tô của Sướng. Sướng mở cửa lái xe ô tô 99A30630, lấy từ trong ngăn đựng đồ giữa ghế lái và ghế phụ ra một khẩu súng ngắn màu đen có ký hiệu RC17470285G, bắn đạn cao su hơi cay, cầm trên tay đút vào túi quần bên phải Sướng đang mặc, rồi quay lại chỗ đậu xe tải. Trong lúc đó, anh Hiếu quay về xe tải, treo lên và chốt cửa cabin xe. Sướng vừa đi về hướng đầu xe tải chỗ anh Hiếu ngồi, vừa rút súng ra chĩa thẳng lòng súng về phía anh Hiếu, vừa đi vừa nói: "Mày thích chửi tao không?" Anh Hiếu sợ hãi nhoài người qua vị trí anh Thức đang ngồi sang hướng ghế phụ. Sướng tiếp tục vừa giơ súng về phía anh Hiếu, người và tay Sướng vừa di chuyển theo hướng anh Hiếu đang di chuyển. Anh Hiếu đã từng đi nghĩa vụ quân sự, đã từng sử dụng súng nên nghĩ là súng thật nên không kịp đi dép. Hiếu mở cửa ghế phụ xe tải, nhảy xuống đi chân đất, bỏ chạy về hướng công trường trong công ty xây dựng Hoa Việt. Cạnh đó, anh Hiếu nhảy qua bức tường dựng bằng tấm tôn cao khoảng 1,8m và chạy vào bên trong công trường trốn. Sướng thấy anh Hiếu bỏ chạy thì cất súng vào túi quần, quay về xe ô tô của mình rồi lái xe bỏ đi. Sau khi chạy vào trong công trường xây dựng Hoa Việt cách vị trí ô tô tải khoảng 100m, anh Hiếu mượn điện thoại của một người công nhân đang thi công công trình gọi điện thoại cho anh Tùng hỏi. Thấy anh Tùng bảo Sướng đã bỏ đi nên anh Hiếu bảo anh Tùng lái xe đến đón. Sau đó anh Hiếu bảo anh Tùng điều khiển hộ xe ô tô từ Bắc Ninh sang thành phố Hà Nội để giao hàng. Tại cơ quan điều tra, Sướng khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 14 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Sướng về tội đe dọa giết người. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.